Hey guys, welcome back to lờiGiảiHay.com channel. Chào các em, chào mừng các em đã quay trở lại với kênh của lờiGiảiHay.com. Today we learn Unit 4, ASEAN and Vietnam. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài số 4, nói về các nước ASEAN và Việt Nam. Speaking, kỹ năng nói. Discussing necessary qualifications for joining a program. Chúng ta sẽ học về cách thảo luận về trình độ cần thiết để tham gia một chương trình. Number 1. Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons. Bài đầu tiên có yêu cầu như sau. Hãy đọc các loại kỹ năng và kinh nghiệm mà người tham gia chương trình có tên là SSEAYP, đúng không? Nên có. Và hãy nối kết hợp chúng với những lý do có thể nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau đọc các phần skill and experience, đó chính là các kỹ năng và kinh nghiệm, và cột còn lại reasons là lý do. Chúng ta sẽ cùng xem nhá. Number 1, understanding the current issues in ASEAN countries. Thứ nhất đó chính là hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. Number 2, having community work experience. Thứ hai đó chính là có kinh nghiệm làm việc cộng đồng. Number 3, speaking good English. Nói tiếng Anh tốt. Number 4, being confident speakers. Là một diễn giả tự tin. Number 5, having teamwork skills. Có kỹ năng làm việc theo nhóm. And number 6, understanding different cultures. Hiểu các nền văn hóa khác nhau. Bây giờ chúng ta sẽ xem lý do là gì. Ví dụ chúng ta có đáp án A. Showing they have practical skills and knowledge. Thứ nhất đó là cho thấy họ có kỹ năng và kiến thức thực tế. Đó, vậy chúng ta đang thấy là chúng ta có nói đến các kỹ năng thực tế này. Đó, và các kiến thức thực tế. Vậy thì đó là kinh nghiệm gì đây? Chúng ta sẽ xem. Thứ nhất là hiểu về các vấn đề hiện tại ở nước ASEAN thì có vẻ chưa đúng, đúng không? Thứ hai là có kinh nghiệm làm việc cộng đồng. Có kinh nghiệm làm việc cộng đồng thì thể hiện đó chính là gì nhỉ? Cho thấy họ có kỹ năng và kiến thức thực tế. Vậy đáp án số 2 thì các em sẽ nối được với câu số 2 sẽ nối được với đáp án A. Đó. Next, number B, chúng ta cùng xem đáp án câu B nhá. Being able to work in a team to solve problems. Đáp án B có nghĩa là có thể trình bày ý tưởng rõ ràng. Có khả năng làm việc theo nhóm để giải quyết vấn đề. Nói vậy chúng ta thấy là work in a team, làm việc theo nhóm, thì chắc chắn là đây sẽ là kỹ năng làm việc nhóm, đúng không? Và kỹ năng làm việc nhóm chúng ta có đáp án câu số 5, having teamwork skills. Có kỹ năng làm việc nhóm. Đó, vậy chúng ta sẽ nối câu số 5 với đáp án B. Ok, next C. Câu C. Discussing and offering solutions to the issues. Đáp án C đó là gì nhỉ? Thảo luận và đưa ra giải pháp cho các vấn đề. Đó, cùng nhau thảo luận và đưa ra giải pháp cho vấn đề. Vậy chúng ta thấy rằng trong các câu từ 1 đến 6 thì chúng ta có một cái kỹ năng, đó là kỹ năng số 1 đó là hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. Đó, vậy nói đến từ vấn đề đây. Đó, vậy thì đáp án C là thảo luận và đưa ra giải pháp đối với những vấn đề này. Vậy thì câu số 1 các bạn sẽ nối với đáp án C. Next, D, đáp án D. Meeting new people and make friends from different countries. Đáp án D nói là gì? Gặp gỡ những người mới này và kết bạn từ các quốc gia khác nhau nhá. Từ các quốc gia khác nhau. Bây giờ chúng ta xem thử đáp án số 3 có được không? Nói tiếng Anh tốt? Không được, đúng không? Đáp án B là trở thành một người diễn giả tự tin. Cũng không được, đúng không? Bây chúng ta chỉ còn đáp án câu số 6 là understanding different cultures. Đó chính là hiểu các nền văn hóa khác nhau, đúng rồi. Vậy các nền văn hóa khác nhau đó chính là gì nhỉ? Đó chính là gặp gỡ những người mới và kết bạn từ các quốc gia khác nhau, thì các bạn có thể trao đổi được văn hóa. Do vậy câu số 6 các bạn sẽ nối với đáp án
À, đáp án D. Next, E. Đáp án E, chúng ta cùng xem nhé. Using English as the working language. Sử dụng tiếng Anh làm ngôn ngữ làm việc. Đó. Vậy nói đến tiếng Anh ở đây thì chúng ta chỉ còn kỹ năng 3, kỹ năng số 3 đúng không? Là nói tiếng Anh tốt. Đó, vậy thì chúng ta sẽ nối luôn câu số 3 nối với đáp án E. Đó. Câu số 3 nối đáp án E. Và cuối cùng chúng ta thấy đáp án F có nghĩa như sau. Being able to present ideas clearly in front of an audience. Câu F có nghĩa là có thể trình bày ý tưởng rõ ràng trước khán giả. Vậy chúng ta chỉ còn câu số 4, có nghĩa là làm một diễn giả tự tin, đúng không? Vậy tự tin đó chính là có thể thể hiện được ý tưởng của mình một cách rõ ràng trước nhiều người, đúng không? Trước khán giả. Vậy chúng ta sẽ nối câu số 4 với đáp án F. Rồi. Và chúng ta vừa hoàn thành xong bài thứ nhất, đó là bài số 1. Bây giờ chúng ta chuyển sang bài tiếp theo, bài số 2 các em nhé. Bài số 2 có yêu cầu như sau. Use the sentences in the box to complete the conversation, then write this in pairs. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy sử dụng các câu trong khung dưới đây, trong hộp dưới đây để hoàn thành đoạn hội thoại. Sau đó thì thực hành nói theo cặp. Chúng ta sẽ xem các đáp án từ A đến E trước nhé. A. Don't you agree? A có nói là gì? À, bạn có đồng ý không? Đây là một câu hỏi, đúng không? B. I'm afraid I have to disagree with you. Câu B nói là gì? Tôi e rằng là tôi phải không đồng ý với bạn, đúng không? Tôi e rằng là tôi không thể đồng ý với bạn. Đó. C. I think they need to understand the current issues in ASEAN countries. Câu C có nói là gì? Tôi nghĩ là họ cần hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. D. The most important thing is to speak English fluently. Đáp án D nói là điều quan trọng nhất là nói tiếng Anh lưu loát. Và đáp án E. Why do you think so? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Đúng không? Thế chúng ta thấy rằng trong 5 đáp án này thì chỉ có đáp án A và đáp án E là câu hỏi nhé. Cái này có thể là câu hỏi này. Đó. Còn lại các đáp án B, C, D thì sẽ là câu khẳng định hoặc là phủ định, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem đoạn hội thoại giữa bạn Nick và bạn Mai. Chúng ta sẽ cùng đọc qua đoạn hội thoại này nhé. Nick, what do you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to have? Đầu tiên thì Nick có nói là bạn nghĩ là kỹ năng hoặc là kinh nghiệm nào là quan trọng nhất mà những người tham gia SSEAIP cần có, đúng không? Kỹ năng nào? Bây giờ Mai sẽ trả lời, đây là một câu khẳng định. Vậy chúng ta có đáp án B, C, D. Vậy chúng ta thấy rằng có một cái câu là tôi nghĩ rằng cái quan trọng nhất đấy, đúng không? Vậy chúng ta thấy đáp án nào chính xác nhỉ? Chúng ta thấy có đáp án C có nói như sau. I think they need to understand the current issues in ASEAN countries. Tôi nghĩ rằng, đúng không? Họ cần hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. Vậy chúng ta sẽ nối câu số 1 với đáp án C. Đó, bây giờ câu số 2 thì bạn Nick sẽ hỏi một câu hỏi ở đây, đúng không? Câu hỏi chúng ta có câu hỏi là don't you agree? Tại bạn không đồng ý à? Hay là why do you think so? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy, đúng không? Do vậy thì chúng ta sẽ thấy đáp án E là phù hợp hơn, đúng không? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Bởi vì chúng ta thấy đằng bên dưới có từ because, bởi vì mà. Đó. Vậy chúng ta sẽ thấy cái câu của Mai có trả lời như sau. Because they have to discuss the issues and try to find solution to them. Đó. Bởi vì họ sẽ phải thảo luận và cố gắng tìm ra giải pháp cho những vấn đề này. Đó. Vậy câu số 3 lại là một câu hỏi để chúng ta chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Đó chính là đáp án A. Don't you agree? Bạn không đồng ý à? Đó. Bạn không đồng ý, đúng không? Đáp án A. Vậy chúng ta làm được đáp án câu C rồi này. Câu E rồi này. Câu A rồi này. Bây giờ chúng ta còn B và D. Chúng ta xem tiếp. Câu số 4 bây giờ bạn Nick sẽ nói câu gì? Nhìn chỗ đằng sau chúng ta xem nhé.
The working language is English, so dot dot. À, ngôn ngữ làm việc là tiếng Anh, nên. Nên cái gì đó. Và chúng ta thấy rằng câu số 4 nhé, chúng ta có thể xem là đáp án nào phù hợp. Bạn không nghĩ vậy à, đúng không? À, đáp án B thử xem nào. I'm afraid I have to disagree with you. Tôi e rằng tôi không đồng ý với bạn. À, có vẻ hợp lý, đúng không? À, tôi nghĩ là không đồng ý. Tại sao bạn không đồng ý à, đúng không? Tôi e rằng là tôi không đồng ý với bạn, đúng không? Ngôn ngữ làm việc của là tiếng Anh. Đó. Nên. Nên thì chúng ta chỉ còn đáp án cuối cùng là đáp án D. À, chúng vậy. Nên điều quan trọng nhất là phải nói tiếng Anh trôi chảy. À, nên điều quan trọng nhất là phải nói tiếng Anh trôi chảy. Có vẻ hợp lý, đúng không? Rồi. How will they take part in discussion if the English is not good enough? Vậy họ sẽ tham gia thảo luận như thế nào nếu mà tiếng Anh của họ không đủ tốt? Và Mai nói là gì? Okay, I agree with you, Nick. À, được rồi, đúng không? Tôi đồng ý với bạn, Nick. Đó, vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau thực hành lại đoạn hội thoại này nhé. Vậy cái điều quan trọng đối với các bạn ấy là gì? Là phải nói tiếng Anh tốt, đúng không? Rồi, chúng ta thực hành lại. Nick, what do you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to have? I think they need to understand the current issues in ASEAN country. Why do you think so? Because they'll have to discuss the issues and try to find solution to them. Don't you agree? I'm afraid I have to disagree with you. The working language is English, so the most important thing is to speak English fluently. How will they take part in discussion if the English is not good enough? Okay, I agree with you, Nick. Rồi, và đó là một cái đoạn hội thoại đưa ra quan điểm của mình, điều quan trọng nhất, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau nhìn tiếp tục phần tips, các mẹo trong phần nói ngày hôm nay nhé. To give your opinions in a conversation or discussion, you should. Để đưa ra ý kiến của bạn trong một cuộc thảo luận hoặc là trong một cuộc hội thoại hoặc là một thảo luận thì bạn nên state your opinion clearly. Hãy khẳng định ý kiến của bạn một cách rõ ràng. For example, ví dụ, I think, I believe, in my opinion. Đó, vậy các bạn có thể dùng là gì? Tôi nghĩ rằng, tôi tin rằng, hoặc là theo tôi. Đó. Ask for an opinion and explanation for others from other speakers. For example, what about you? Why do you think so? À, chúng ta sẽ hỏi một ý kiến hoặc là lời giải thích từ những người nói khác. Chúng ta có thể dùng là what about you? Bạn thì sao? Why do you think so? Tại sao bạn lại nghĩ như vậy? Đúng không? Express your agreement or disagreement politely. Hãy thể hiện cái quan điểm đồng ý hoặc là không đồng ý một cách lịch sự. Ví dụ, I agree with you. Tôi đồng ý với bạn. I'm afraid I have to disagree. Tôi e rằng là tôi không đồng ý với bạn. Đó. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm bài số 3 nhé. Working peers, talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1 and the model and tips in 2 to help you. Bài này yêu cầu chúng ta là hãy làm việc theo cặp, đúng không? Nói về kỹ năng quan trọng nhất, kỹ năng hoặc là kinh nghiệm quan trọng nhất đối với những người tham gia cái chương trình có tên là SSEAYP này. Và hãy sử dụng ý tưởng trong phần 1. Đó, phần ví dụ, phần ví dụ mẫu và các mẹo trong phần số 2 để giúp cho bạn. Vậy bây giờ chúng ta sẽ nói về những ý tưởng quan trọng nhất, đúng không? Và cô đã có một cái bài mẫu nhỏ cho các bạn tham khảo nhé. Các em có thể cùng nhìn bài mẫu của cô sau đây. Bài số 3. Các em có nhìn được bài mẫu không nhỉ? Rồi, chúng ta sẽ cùng nhau xem. Đầu tiên thì bạn Tom, bạn ấy có nói một câu là gì đây? Chúng ta sẽ cùng xem nhé. Hey Jane, have you heard about SSEAYP program for young people? No,
What is it? Tom, it's an exchange program where young people from Southeast Asian countries can participate and learn about each other's cultures. Jean, that sounds interesting. What do you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to have? Tom, well, in my opinion, have a good teamwork skill is the most important thing. What do you think? Jean, I see your point, but I think the most important skill is being able to speak English fluently. It's the working language of the program, and without good English skill, it could be difficult to communicate with the other participants. Tom, that's a good point, Jean, but I still think that good teamwork skills are essential, because participants will need to work together to solve problems and complete tasks during the program. Jean, I agree with you, Tom. Both English skill and teamwork skills are important for a successful SSEAYP experience. Tom, definitely. I think it could be a great opportunity for young people to learn new skills, make new friends, and broaden their horizons. Chúng ta sẽ cùng nhau dịch đoạn hội thoại này nhé. Đầu tiên bạn Jane có nói là gì nhỉ? À, này Jane, đúng không? Bạn đã nghe nói về cái chương trình có tên là SSEAYP dành cho giới trẻ hay chưa? Bạn Jane nói là gì? À, tôi chưa, đúng không? Nói là gì vậy? Và bạn Tom sẽ giải thích là gì? Đó là một cái chương trình trao đổi nơi, đúng không? Nơi mà những người trẻ tuổi ở các nước Đông Nam Á có thể tham gia và học đó, và tìm hiểu về các nền văn hóa của họ, của nhau, đúng không? Và Jane nói tiếp là gì? Điều đó nghe có vẻ rất là thú vị, đúng không? Vậy bạn nghĩ kỹ năng hoặc là kinh nghiệm nào là quan trọng nhất mà những người tham gia cái chương trình SSEAYP này cần phải có? Đó, và Tom có trả lời là gì? À, theo tôi đó, thì cái kỹ năng làm việc nhóm là một điều quan trọng nhất. Còn bạn nghĩ sao? Đó, và Jane trả lời là gì nhỉ? Tôi rất là hiểu cái quan điểm của bạn, nhưng mà tôi nghĩ là kỹ năng quan trọng nhất là phải nói tiếng Anh lưu loát, đúng không? Và đó là ngôn ngữ làm việc của chương trình. Và nếu mà không có một cái kỹ năng tiếng Anh tốt thì có thể khó giao tiếp với những người tham gia khác, đúng không? Và Tom nói là gì nhỉ? À, đó là một điểm tốt, Jane. Nhưng mà tôi vẫn nghĩ rằng là kỹ năng làm việc nhóm tốt là rất cần thiết. Đó. Bởi vì những người tham gia thì sẽ cần phải làm việc cùng nhau để giải quyết những vấn đề và hoàn thành nhiệm vụ trong suốt chương trình. Đó, và Jane nói tiếp là gì? À, tôi đồng ý với bạn, Tom à. À, cả kỹ năng tiếng Anh và kỹ năng làm việc nhóm đều quan trọng để có trải nghiệm SSEAYP thành công, đúng không? Đó, và Tom nói tiếp là gì? À, chắc chắn rồi, đúng không? Tôi nghĩ rằng đó sẽ là một cơ hội rất là tuyệt vời cho những người trẻ tuổi để học các kỹ năng mới này, đó, kết bạn mới này và mở rộng tầm nhìn của họ, đúng không? Rồi, vậy chúng ta thấy rằng tóm lại thì trong cái bài phần số 3 này chúng ta đưa ra hai quan điểm, đúng không? Cái kỹ năng quan trọng nhất, đó, cả hai kỹ năng đó là chính là kỹ năng nói tiếng Anh và kỹ năng làm việc nhóm là quan trọng nhất. Rồi, bây giờ các bạn sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Chúng ta sẽ sang phần số 4, bài số 4. Các em cùng đọc yêu cầu đề bài phần số 4 nhé. Working groups discuss the skill and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance. 1. Most important to seek. Least important. Report to the whole class. Bài số 4 có yêu cầu như sau. Hãy làm việc nhóm này. Thảo luận về các kỹ năng và kinh nghiệm mà những người tham gia cái chương trình có tên là SSEAYP này, đúng không? Nên có. Và xếp hạng chúng theo thứ tự quan trọng. Từ 1 là quan trọng nhất, đến 6 là ít quan trọng nhất. Và hãy báo cáo với cả lớp, nghĩa là trình bày trước lớp. Bây giờ chúng ta thấy rằng là với quan điểm của cô thì cô thấy rằng kỹ năng nói tiếng Anh là một kỹ năng rất là quan trọng. Đó là một kỹ năng quan trọng nhất. Đó, bởi vì là gì nhỉ? Phải có tiếng Anh thì chúng ta mới có thể giao tiếp thảo luận với các bạn khác được, đúng không? Đó. Ngoài ra thì có thể là đến kỹ năng tiếp theo quan trọng thứ hai thì có thể là kỹ năng gì nhỉ? À, kỹ năng
hiểu các nền văn hóa khác nhau chẳng hạn, đúng không? Khi mà mình hiểu văn hóa của họ thì mình sẽ có những cái điểm tương đồng với họ và mình sẽ cảm thấy rằng sẽ dễ kết bạn với họ hơn đó. Ngoài ra thì sẽ là kỹ năng gì nhỉ? Kỹ năng làm việc nhóm này, đúng không? Rồi là kinh nghiệm làm việc cộng đồng, kỹ năng nói tự tin trước đám đông này. Đó. Và cuối cùng là tìm hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. Đó, được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xem cái bài mẫu của cô nhé. Sau đó chúng ta sẽ xem rằng là trong bài mẫu của cô thì kỹ năng nào quan trọng nhất và tại sao nó lại quan trọng, đúng không? Nó quan trọng như thế nào? Cô sẽ giải thích bên dưới cho các bạn. Bây giờ chúng ta cùng xem phần bài mẫu của cô ngày hôm nay. In my opinion, the skills and experience SSEAYP participants should have rank in order of importance are number one, good English language skills. Number two, understanding different cultures. Number three, teamwork skills. Number four, community work experience. Number five, confident speaking skills. Number six, understanding current issues in ASEAN countries. Having good English language skills is essential, since it's the working language of the program. Understanding different cultures is also important for effective communication. Teamwork skills are necessary for completing tasks and solving problems. Community work experience can be helpful in developing practical skills. Confident speaking skills are important for presenting ideas in front of an audience. Understanding current issues in ASEAN countries is important, but it is the least important skill or experience since the program focuses on cultural exchange and developing skills for the future. Chúng ta sẽ cùng nhau xem lại xem mà đoạn cái bài 4 này của cô nói có nghĩa như thế nào nhé. Đầu tiên là theo tôi, đúng không? Những kỹ năng và kinh nghiệm mà những người tham gia cái chương trình SSEAYP này nên có thì xếp theo thứ tự quan trọng là: thứ nhất đó là kỹ năng tiếng Anh tốt này. Thứ hai đó chính là hiểu các nền văn hóa khác nhau này. Thứ ba đó chính là kỹ năng làm việc nhóm này. Thứ tư đó là kinh nghiệm làm việc cộng đồng. Thứ năm là kỹ năng nói tự tin. Và thứ sáu là tìm hiểu các vấn đề hiện tại ở các nước ASEAN. Đó. Và chúng ta sẽ giải thích bên dưới. Có một cái kỹ năng tiếng Anh tốt, đúng không? Là điều rất là cần thiết, bởi vì đó là một ngôn ngữ làm việc của chương trình. Đó. Hiểu các nền văn hóa khác nhau thì cũng rất là gì? Là rất là quan trọng để giao tiếp hiệu quả, đúng không? Đó. Tiếp theo thì kỹ năng làm việc nhóm thì cũng rất là cần thiết để hoàn thành nhiệm vụ và giải quyết các vấn đề lớn. Kinh nghiệm làm việc, đúng không, thì cũng có thể rất là hữu ích trong việc phát triển các kỹ năng thực hành. Đó, kỹ năng thực tế, đúng không? Rồi là kỹ năng nói tự tin rất là quan trọng để trình bày ý tưởng trước khán giả. Và hiểu các vấn đề hiện tại của các nước ASEAN cũng rất là quan trọng. Nhưng đó là kỹ năng hoặc là kinh nghiệm ít quan trọng nhất. Bởi vì là gì nhỉ? Chương trình tập trung vào trao đổi văn hóa và phát triển các kỹ năng ở trong tương lai. Đó, vậy thì chúng ta đã đưa ra giải thích những cái nguyên nhân tại sao cái nào quan trọng nhất và cái nào ít quan trọng nhất rồi. Và đây là cái phần số 4, phần cuối cùng của bài ngày hôm nay. Vậy chúng ta hôm nay chúng ta đã học được cách gì nhỉ? Trong bài ngày hôm nay các em đã học cách thảo luận về trình độ cần thiết để tham gia trong một chương trình. Và chương trình có tên là SSEAYP. Đó. Và bài học ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Hẹn gặp lại các em trong các bài giảng tiếp theo của lời giải hay.com nhé. Goodbye.